Hóa ra 16 tấn vàng Việt Nam Cộng Hòa giấu kín đã được dùng như thế này, triệu người bất ngờ. Quý vị thân mến, cách đây gần 50 năm, trong ngày vui đại thắng của dân tộc giải phóng miền Nam, các cán bộ chiến sĩ của đoàn C-28-2, Quy đã được nhận nhiệm vụ vô cùng đặc biệt. Đó là tiếp quản hệ thống ngân hàng quốc gia cùng nhiều ngân hàng thương mại khác, bảo vệ khối tài sản khổng lồ. Trong đó, không ít người đã bàng hoàng phát hiện 16 tấn vàng từ chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Vậy cụ thể, số vàng khổng lồ đó được bảo vệ như thế nào và sử dụng ra sao? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày ấy Sài Gòn còn hỗn loạn. Nếu không phải là người trong cuộc, trực tiếp kiểm kê, mắt thấy, tay sờ, thì chính cựu binh Hoàng Minh Duyệt, nguyên là chỉ huy phó của đơn vị tiếp quản Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ngày giải phóng, cũng khó tin rằng 16 tấn vàng vẫn được nhân viên của Ngân hàng Quốc gia quản lý an toàn đến vậy. Trong những năm 1973-1974, ông Hoàng Minh Duyệt là một trong những chiến sĩ hăng hái của C-28-2Q, Công an Nhân dân Vũ trang tại đơn vị B-17 tại Hà Tĩnh. Với sức trẻ và lòng yêu nước, tháng 12 năm 1974, các chiến sĩ C-28-2Q được nhận lệnh hành quân phá Nam, chuẩn bị lực lượng cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đoàn hành quân do Thượng úy Đặng Hồng Minh làm đoàn trưởng, ông Hoàng Minh Duyệt hồi đó là chuẩn úy, làm đoàn phó, cùng 32 chiến sĩ khác. Tất cả 34 người đều ở tuổi đôi mươi, mới chỉ vài người lập gia đình. Thời điểm đó, Huế và Đà Nẵng vẫn đang bị bom đạn xối xả ngày đêm. Để không bị địch chú ý, các chiến sĩ phải tính toán thời gian sắp xếp hành quân chủ yếu vào đêm tối. Sau nhiều ngày vượt qua những con đường bị bom đạn cày xới, qua hàng ngàn thi thể xếp lớp giữa mùi sung ống, đoàn hành quân kịp đến Trung ương Cục Miền Nam nhận nhiệm vụ. Đầu tháng 3 năm 1975, ông Lữ Minh Châu, khi đó là Phó Ban Tài chính đặc biệt của Trung ương Cục, xét trong vỏ bọc là cán bộ một ngân hàng ngụy quyền Sài Gòn, được gọi ra căn cứ, ông Phạm Hùng Bí thư Trung ương Cục giao nhiệm vụ, cụ thể nắm chắc hệ thống ngân hàng của miền Nam, đặc biệt là Ngân hàng Quốc gia, bộ máy phát hành tiền, kho tiền và kim khí quý, để đón quân giải phóng vào chốt dự. Ngày 2 tháng 4 năm 1975, chiến dịch 275, tức là chiến dịch Tây Nguyên thành công, mở đầu cho những thất bại quân sự không thể cứu vãn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi giải phóng Tây Nguyên, Trung ương Cục Miền Nam lập tức phổ biến kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng để tiếp quản các căn cứ tại Sài Gòn. Đúng 11 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Các chiến sĩ C-28N2Q được giao nhiệm vụ đi đầu để bảo vệ đoàn của Trung ương Cục Miền Nam tiến về Sài Gòn. 14 giờ 30 phút, trong niềm hân hoan chiến thắng và háo hức của những người lính trẻ, lần đầu tận thấy một đô thị lớn, đoàn về tới ngã tư Bảy Hiền, tức là phường 4 quận Tân Bình. Cũng như các chiến sĩ khác trong đoàn, cậu thanh niên Hoàng Minh Duyệt hồi đó, dù đói khát, vẫn còn e dè với những đòn bánh tét, chai nước ngọt của người dân thành phố đem cho. Người dân thành phố vừa được giải phóng, thấy bộ đội đi vào nên cho đồ ăn nhiều lắm. Chúng tôi nhận, nhưng thú thật không dám ăn, vì vừa giải phóng, ai biết bị có trà trộn, cài cắm hay không? Ông Hoàng Minh Duyệt nhớ lại. Đêm hôm đó, cùng với các cán bộ ban kinh tài, Trung ương Cục đoàn C-28-2Q tập kết về trường Cao Thắng, tức là phường Bến Nghé quận 1 tạm nghỉ, chờ phân công nhiệm vụ. Trường Cao Thắng, lúc các chiến sĩ tiến vào có khoảng 20 người đang ẩn nấp. Thấy quân giải phóng, họ cuống cuồng chui xuống gầm giường vào nhà vệ sinh, lánh nạn. Họ run rẩy, sợ hãi, lại có người đói khát sắp ngất đi. Thấy vậy, chúng tôi trấn an, cho biết mình là quân giải phóng, chỉ muốn ngắn kết đồng bào. Ông Duyệt kể, sau khi được các chiến sĩ chia đồ ăn, nước uống, nỗi lo sợ vơi đi, họ khai mình là người dân ở các tỉnh Giạt và Sài Gòn. Để xóa bỏ khoảng cách, ông Duyệt khởi xướng màn giao lưu văn nghệ. Tiếng hát cất lên, những tràng pháo tay giòn giã, quân và dân thực sự hòa làm một. 4 giờ ngày 1 tháng 5, đoàn nhận lệnh rời trường Cao Thắng xuất phát đến Ngân hàng Quốc gia Việt Nam số 17 Bến Trương Dương. Nay là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh số 8 đường Võ Văn Kiệt, quận 1,
để canh giữ và tiếp quản kho vàng. 4 giờ chiều, trời Sài Gòn bóng tối đen đặc, súng ống vẫn ngột ngang trước cửa Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Trong khi nhiều tòa nhà và trụ sở lân cận bị cướp phá, ngân hàng vẫn được bảo vệ dưới sự chỉ huy của một thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa và vài cảnh sát. Ông Hoàng Minh Duyệt cùng 33 chiến sĩ C-282 quy tiến tới trên 3 chiếc ô tô Jin 157. Khẩu súng máy Đại Liên vốn định sử dụng để khống chế lực lượng cũ, chưa kịp dùng tới thì đối phương đã buông súng đầu hàng. Ngay sau đó, đoàn triển khai đội tỉnh bảo vệ tòa nhà. Đúng 8 giờ, trước mặt hàng trăm nhân viên ngân hàng, ông Lữ Minh Châu, phó ban tài chính đặc biệt của Trung ương Cục, có thời gian dài sống trong vỏ bọc là cán bộ một ngân hàng Sài Gòn, công bố lệnh tiếp quản và lệnh cho các ngân hàng ngưng hoạt động. Trong lúc công bố lệnh tiếp quản, ông Châu cũng công bố các chính sách về quyền lợi và nghĩa vụ trong quan hệ đối nội, đối ngoại của các ngân hàng chế độ cũ, trong đó bao gồm cả việc xác nhận nợ, tiếp quản các kho thế chấp, trả lại tiền gửi cho nhân dân và các tổ chức trong ngoài nước. Công bố lệnh tiếp quản hoàn tất, những người có liên quan trực tiếp đến việc quản lý, bảo vệ tài sản được giữ lại làm việc, những người còn lại được cho về khi cần sẽ gọi. Các chiến sĩ C-282Q được giao nhiệm vụ đi đầu để bảo vệ đoàn của Trung ương Cục miền Nam tiến về Sài Gòn. 14 giờ 30 phút, trong niềm hân hoan chiến thắng và háo hức của những người lính trẻ, lần đầu tận thấy một đô thị lớn, đoàn về tới ngã tư Bảy Hiền, tức là phường 4 quận Tân Bình. Cũng như các chiến sĩ khác trong đoàn, cậu thanh niên Hoàng Minh Duyệt hồi đó, dù đói khát, vẫn còn e dè với những đòn bánh tét, mê, chai nước ngọt của người dân thành phố đem cho. Có mặt trong buổi sáng hôm đó, tránh sự vụ Lê Minh Khiêm và kiểm soát viên Huỳnh Bửu Sơn, hai người nằm trong ban lãnh đạo nha, phát hành Ngân hàng Quốc gia, được giữ lại. Ông Khiêm là người giữ mã số các hầm bạc, còn ông Sơn giữ chìa khóa kho vàng. Sau khi vãn hồi trật tự, chiều cùng ngày, quân ta bắt đầu thực hiện lệnh mở hầm, kiểm đếm và tiếp quản tài sản của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Lối đi xuống hầm chỉ vừa một người. Ông Huỳnh Bửu Sơn dẫn đầu, phía sau là các đại diện ban quân quản và đơn vị tiếp quản ngân hàng. Ông Hoàng Minh Duyệt là chỉ huy phó của đơn vị tiếp quản, nên tham gia và chứng kiến toàn bộ quá trình bàn giao. Lối đi xuống hầm, nếu đi hai người thì bị trật, đi một người thì vừa vặn thoải mái. Hầm được xây rất kiên cố với hai lớp tường dày, mỗi lớp gần nửa thước. Còn cửa hầm thì bằng thép, nặng hàng tấn, có ổ khóa và mật mã riêng được thay đổi định kỳ. Cựu binh Hoàng Minh Duyệt kể, từng cánh cửa lần lượt được mở ra, tới cánh cửa cuối cùng, tất cả đều im lặng, tập trung cao độ để ông Huỳnh Bửu Sơn mở khóa. Chúng tôi lúc đó gần như không ai động đậy vì hồi hộp. Sau khoảng 3 giây tra khóa vào ổ, một tiếng tách bật lên, ông Sơn dùng sức đẩy toang cánh cửa rồi nói, mời các anh vào. Thật sự, chúng tôi chưa từng tưởng tượng đến việc có một căn hầm đồ sộ và hoành tráng đến vậy. Hầm rộng như một sân bóng, sáng choang, mát lạnh dù không gắn điều hòa. Vô số thùng vàng và tiền bạc xếp lớp khiến cả đoàn ai nấy đều sửng sốt choáng ngợp. Ông Quyết nhớ lại thời khắc cửa hầm mật mở. Cửa hầm mở, ban quân quản và đơn vị tiếp quản ngân hàng bước vào. Thời khắc đơn vị mới chuẩn bị tiếp quản toàn bộ tài sản nơi mình làm việc và canh giữ. Các nhân viên ngân hàng vẫn tiếp tục công việc, nghiêm túc như không hề có bất cứ sự thay đổi nào. Vào hầm, ông Huỳnh Bửu Sơn tiến về các tủ sắt khổng lồ và cho biết đây là những tủ chứa vàng. Mỗi tủ sắt được trang bị hai lớp khóa, ông Sơn lần lượt mở từng tủ. Những cánh cửa sắt lần lượt được mở toang, hàng nghìn thỏi vàng xếp lớp trên các kệ bằng thép, có một vài kệ võng xuống theo thời gian. Có nhiều thùng gỗ cũng được đặt trong tủ, bên trong chứa vô số đồng tiền vàng cổ. Đó là cảnh tượng mà khó ai có thể một lần thấy trong đời. Vì hiếu kỳ, tôi thử cầm một thỏi lên, thì ông Bửu Sơn cười, trêu không nhấc được đâu, phải lấy thế. Sau khi được ông Sơn chỉ cho cách đứng dạng hai chân, dùng sức cả hai tay, tôi mới nhấc nổi một thỏi vàng. Khung cảnh 49 năm trước hiện về rõ mồn một trong ký ức của cựu binh Hoàng Minh Duyệt. Khó nhấc nổi cũng dễ hiểu bởi mỗi thoi vàng lúc đó đều nặng từ 12 đến 14 kg. Tất cả đều là vàng nguyên chất trên mỗi thoi được các số hiệu và tuổi vàng. Từ các số hiệu, vàng được xác định có nguồn gốc từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, công ty Montego ở Nam Phi và công ty Kim Thành đúc tại Việt Nam.
Về đồng tiền vàng, tất cả được đúc và phát hành từ thế kỷ 18, 19 bởi nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài thỏi vàng và đồng tiền vàng cổ, hầm còn có nhiều thùng chứa trang sức và giấy bạc. Tôi nhớ, riêng tiền mặt lúc đó là 625 tỷ đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi thùng ghi rõ mệnh giá, loại giấy bạc, số lượng. Mệnh giá cao nhất lúc đó là 1.000 đồng, ông Hoàng Minh Duyệt nói. Trong kho dự trữ còn có 125 tỷ tiền in theo kiểu mới chưa phát hành. Số này được lệnh phải thiêu hủy vì đó là giấy bạc mà chính quyền Sài Gòn chuẩn bị để đổi tiền nhưng chưa kịp thực hiện. Toàn bộ số vàng đều được bộ phận kiện toán của ngân hàng theo dõi chi tiết từng đơn vị. Bất cứ sự thay đổi nào về xuất hay nhập kho đều được ghi lại. Do đó, công việc kiểm kê khá đơn giản. Chỉ trong một buổi sáng, đoàn đã kiểm kê xong số lượng giấy bạc dự trữ. Việc kiểm kê số vàng chiếm nhiều thời gian hơn vì phải kiểm kê từng thỏi để xem trọng lượng, tuổi vàng và số liệu có khớp đúng với sổ sách hay không. Chỉ trong 2 ngày, cuộc kiểm kê kết thúc số lượng tiền vàng tại thời điểm kiểm đếm khớp hoàn toàn với sổ sách của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa lưu lại. 16 tấn vàng, ngoài những người cũ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thì con số này khiến tất cả chúng tôi kinh ngạc. Thú thật là những ngày đầu, chúng tôi không hề biết trong hầm có 16 tấn vàng. Chúng tôi chỉ biết đây là mục tiêu cần bảo vệ nghiêm ngặt, sẽ bàn giao tiếp quản khi tình hình phản hồi. Ông Duyệt nói và cho biết con số 16 tới tận bây giờ vẫn là một điều đặc biệt đối với ông. Việc bàn giao tài sản quốc gia cho chính quyền mới hoàn thất, ông Huỳnh Vũ Sơn và Lê Minh Khiêm cùng ký vào biên bản kiểm kê. Cựu binh Hoàng Minh Duyệt cũng không quên nhắc đến cảm xúc của chính mình khi đứng giữa bạt ngàn vàng thỏi và bạc giấy ngày ấy. Ông nói hơn bao giờ hết lúc đó bản thân phải ngay thẳng, phải làm gương trước những người chế độ cũ. Lúc đó, chỉ nghĩ là làm sao để không mất đồng xu cắc bạc nào của nhà nước với cả mình đứng giữa các nhân viên chế độ cũ mà lại có gì không đàng hoàng thì họ sẽ khinh thường cho. Ông Duyệt nói thêm. Sau khi tiếp quản, tài sản thuộc Ngân hàng Trung ương được bàn giao toàn bộ cho Ngân hàng Trung ương của Chính phủ Cách mạng lâm thời do ông Trần Dương làm thống đốc. Ông Lữ Minh Châu được chính thức bổ nhiệm trưởng ban tiếp quản hệ thống ngân hàng thương mại khu vực Sài Gòn, Gia Định và trưởng ban thành lập Ngân hàng thành phố Sài Gòn mà sau này là Ngân hàng Công thương thành phố. Giữa sự chỉ huy của ông Lữ Minh Châu, việc kêu gọi nhân viên ngân hàng hàng chế độ cũ quay lại làm việc cũng như việc kiểm kê đối chiếu sổ sách được tiến hành nhanh chóng. Nhờ đó mà đến ngày 9 tháng 5 năm 1975, các ngân hàng đã hoạt động trở lại. Cùng với đó, ông đã tham gia thành lập ngân hàng mới của Chính phủ Cách mạng lâm thời để thực hiện quyền phát hành quản lý chính sách tiền tệ, tín dụng, ngân hàng miền Nam vừa giải phóng, tiến tới ngân hàng thống nhất đất nước. Ngày 6 tháng 6 năm 1975, 5 tuần sau ngày giải phóng, Chính phủ lâm thời Cách mạng Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã sang nghị định số 04 PCT75 về thành lập Ngân hàng Quốc gia. Việc xử nguyên tên gọi cũ đã giữ được chân đứng cho chúng ta ở các tổ chức tài chính quốc tế vì Ngân hàng Quốc gia Việt Nam của chính quyền Sài Gòn là thành viên sáng lập Ngân hàng Phát triển Châu Á, viết tắt là ACB, và là thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, viết tắt là IMF, cũng như của Ngân hàng Thế giới, viết tắt là WB, giúp ta ký thử được quan hệ tín dụng quốc tế của ngân hàng cũ. Lúc này, tiền gửi của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở nước ngoài vẫn còn hơn 100 triệu đô. Lịch sử đã chứng minh tính linh hoạt và đúng đắn của sự kiện này. Vậy 16 tấn vàng đó được sử dụng như thế nào? Quý vị thân mến, nhiều người sau khi biết đến sự kiện 16 tấn vàng này đã lập tức đặt câu hỏi rằng 16 tấn vàng của chính quyền Sài Gòn để lại được sử dụng thế nào? Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lữ Minh Châu đã trả lời câu hỏi này. Nó đã được bán ra quốc tế trong tổng số hơn 40 tấn vàng để giải quyết những vấn đề khó khăn cấp bách của quốc gia, trong đó có miếng ăn của người dân. Đến nay, những người trong cuộc vẫn còn nhớ rất rõ thương vụ đặc biệt này. Chuyến hàng đầu tiên rời Hà Nội ngày 1 tháng 12 năm 1979, số lượng 101 hòm, nặng 4.455 kg, sau đó là những hợp đồng sao vàng tái chế, phay mượt,
cầm cố bán vàng với số lượng hơn 40 tấn thu được trên 500 triệu đô. Đó là một đoạn trích phát biểu của ông Nguyễn Văn Dễ, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank, được ghi lại trong cuốn Lịch sử Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Trao đổi trực tiếp với người viết, ông Dễ tâm sự, sau năm 1975 Việt Nam rất cần ngoại tệ để giải quyết những nhu cầu cấp bách của quốc gia như mua lương thực, nguyên liệu, trả nợ quốc tế đến hạn phải trả. Đặc biệt là miếng ăn của người dân thiếu hụt đến mức phải ăn trực tiếp cả hạt bo bo chưa kịp xay sát, loại lúa mì, lúa mạch, phẩm cấp thấp. Các lãnh đạo chủ chốt của chính phủ đều phải dành nhiều thời gian chạy gạo, cho thấy tình hình hết sức khẩn cấp. Để tháo gỡ những vấn đề này, nội lực nông nghiệp trong nước lúc ấy không đáp ứng nổi, đòi hỏi phải trông sang nguồn lương thực quốc tế, nhưng có mua nợ thì cũng phải trả, và lấy ngoại tệ ở đâu ra? Giải pháp khả thi nhất đến giờ là bán vàng lấy ngoại tệ. Tuy nhiên, thương vụ đặc biệt này hoàn toàn không đơn giản như nhiều người nghĩ. Để cả một số cán bộ cấp cao, bởi nguồn vàng của miền Nam thì có nhưng lại kẹt ở xuất xứ của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là lại đang trong giai đoạn cấm vận gay gắt của Mỹ. Cuốn Lịch sử Ngân hàng Ngoại thương ghi lại. Kho vàng lúc ấy như sau. Ngoài số vàng không đáng kể của miền Bắc, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận vàng của chính quyền Sài Gòn và vàng của các nguồn khác. Cơ cấu của kho vàng rất không đồng bộ. Cụ thể, vàng thỏi của Anh mỗi thỏi nặng 12,7 kg, vàng thỏi của Mỹ mỗi thỏi nặng 10 kg, các thỏi đều có mã riêng, nhãn hiệu xuất xứ. Ngoài vàng thỏi, còn có các loại vàng lá kim thành, các loại vàng vụn, kể cả nhẫn, vòng, kiềng. Ban đầu, những người có trách nhiệm đều nghĩ đơn giản rằng ta có vàng, đem bán lấy ngoại tệ việc đó, đâu có khó. Nhưng ngay tại phiên giao dịch đầu tiên có tinh chất thăm dò với Liên Xô. Các bạn Liên Xô cho biết, hàng hóa trên thị trường vàng quốc tế phải là những thỏi vàng chuẩn của Anh, Mỹ hoặc Liên Xô. Các loại vàng thỏi Anh, Mỹ có xuất xứ tại Việt Nam không thể tiêu thụ trên thị trường vì có quá nhiều rủi ro do chính sách cấm vận của Mỹ đối với Việt Nam. Nhắc lại thế ví này, ông sẽ kể Việt Nam và Liên Xô đã bàn bạc với nhau và thống nhất phải tái chế vàng theo tiêu chuẩn của Liên Xô, mỗi thỏi 1 kg. Khoảng cuối năm 1979, theo lệnh của chính phủ và sự ủy nhiệm của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank ký với Liên Xô các hợp đồng tái chế vàng, bay mượn cầm cố vàng và tiêu thụ vàng trên thị trường quốc tế. Liên Xô lúc ấy rất thân thiện giúp đỡ Việt Nam. Tôi bay sang đó liên tục và thường chỉ có món quà duy nhất là mấy chai nếp mới mà họ gọi là vodka Việt Nam. Ông sẽ nhớ phía Liên Xô cung cấp các hòm thép tiêu chuẩn ngân hàng của họ. Việc chuyên chở vàng được thực hiện bằng máy bay thương mại Liên Xô, nhưng quá trình thực hiện được bảo mật để hành khách không được biết loại hàng đặc biệt này. Những kiện hàng bí mật trên Aeroflot là người thực hiện nhiệm vụ này ở đoạn trong nước. Nguyên Phó Tổng Giám đốc Vietcombank Nguyễn Duy Lộ cũng không quên, ông sẽ phụ trách đoạn ở Liên Xô. Còn tôi là thành viên Hội đồng Kiểm kê Quốc gia, lo những việc trong nước như kiểm kê số lượng vàng, đóng hòm theo tiêu chuẩn và nhiều phong vàng từ kho ngân hàng được bảo mật trở ra sân bay nội tài. Công tác bảo vệ rất kín. Tôi kiểm tra niêm phong, hoàn tất thủ tục xong mới chuyển sang máy bay của hãng hàng không Liên Xô. Ngay cả nhân viên sân bay cũng ít người được biết loại hàng đặc biệt này. Khi các hòm vàng được đưa lên máy bay, ông Nguyễn Văn Sĩ, lúc đấy là Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, có nhiệm vụ trực tiếp theo chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot. Ông được cấp hộ chiếu ngoại giao đi Liên Xô, bất cứ lúc nào cũng được để lo đàm phán ký kết hợp đồng giao hàng, tái chế bay cầm cố bằng vàng, bán hàng với Ngân hàng Ngoại thương Liên Xô. Máy bay hạ cánh, ngân hàng phía Liên Xô có xe bọc thép đón sẵn. Họ không mở hòm kiểm đếm số lượng vàng trong đó, mà chỉ niêm phong rồi tiếp tục chuyển về kho bảo mật. Ngay sau chuyến đầu tiên chuyển đi 4.450 kg, trong 101 hòm, vào ngày 1 tháng 12 năm 1979. Chính phủ Việt Nam đã gửi công hàng đến Liên Xô, đề nghị vay 100 triệu đô để dự phòng thanh toán nợ đến hạn, trong khi chưa có nguồn thu xuất khẩu. Chính ông Sĩ được Bộ Ngoại giao ủy nhiệm ký hợp đồng vay ngoại tệ này. Phía Liên Xô đồng ý cho vay, nhưng phải theo thông lệ thương mại quốc tế, vì họ cũng không có ngoại tệ dư thừa, phải huy động từ thị trường tự do.
Theo đó, Việt Nam chỉ có thể được vay với điều kiện thế chấp bằng chính số lượng vàng chuyển sang Liên Xô. Hiệp định vay 100 triệu đô thế chấp bằng vàng đã hoàn tất vào khoảng tháng 3 năm 1980. Sở dĩ Việt Nam phải vay nóng ngoại tệ như vậy bởi lượng vàng chuyển sang tái chế ở Liên Xô không kịp đem ra thị trường bán, trong đó có Thụy Sĩ. Các nhu cầu cấp bách của quốc gia gồm cả vấn đề nóng bỏng lương thực cho mình dân, đòi phải có ngoại tệ ngay, sau đó Việt Nam dùng tiền bán vàng trả lại cho Liên Xô. Hầu như tháng nào, ông Sĩ cũng bay sang Liên Xô, hơn 40 tấn vàng cũng được chuyển đi nhiều đợt. Nhiệm vụ bảo vệ của Việt Nam chỉ đảm trách cho tới khi đưa lên máy bay Liên Xô, sau đó thuộc trách nhiệm của họ. Khoảng năm 1988, Vietcombank đã chuyển lại về nước khoảng 2,7 tấn vàng còn gửi tại Liên Xô do tình hình bất ổn của họ. Đặc biệt, sau năm 1975, chính quyền Mỹ đã phong tỏa hơn 97 triệu đô của Việt Nam Cộng Hòa gửi ở các nước. Rất có thể, Thụy Sĩ, một nước trung lập, dù cũng có thể phải chịu áp lực từ Mỹ về khó khăn cho Việt Nam. Các cuộc họp của chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Vietcombank đã đặt vấn đề phải xử lý an toàn 5,7 tấn vàng này. Cân nhắc ban đầu là chuyển về nước, nhưng trước tình hình khó khăn nên buộc phải tìm cách bán. Khả năng bán ở Liên Xô cũng được xem xét, nhưng cuối cùng quyết định chuyển về ngân hàng Tiệp Khắc. Vietcombank đã tiến hành đàm phán với ngân hàng Thụy Sĩ, đang giữ 5,7 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa gửi. Sau đó, họ làm việc với ngân hàng quốc gia Tiệp Khắc, đề nghị tiếp nhận số vàng Việt Nam chuyển đến từ Thụy Sĩ. Sau cùng, 5,7 tấn vàng được đưa về ngân hàng quốc gia Tiệp Khắc an toàn. Số vàng này được Việt Nam nhờ Tiệp Khắc bán để lấy ngoại tệ. Còn nửa tấn cuối cùng thì Tiệp Khắc xảy ra bất ổn, nhưng Vietcombank đã kịp thời chuyển về nước an toàn. Năm 1979, chúng ta đã phải chở 40 tấn vàng đi bán để giải quyết khó khăn cấp bách và để mua gạo. Nhưng 10 năm sau, năm 1989, Việt Nam đã nhập vàng về gấp 4 lần số chở đi bán. Một đề xuất của Bộ trưởng Thương mại mà lúc ấy nhiều người cho là bị điên. Việt Nam xuất khẩu gạo, gần 40 năm nhắc lại lý do nhập vàng sau khi phải vét ngân khố bán ra 40 tấn, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành trầm ngâm kể. Cuối những năm 1980, Việt Nam lạm phát 780%, thực tế còn cao hơn. Người dân đói phải độn cả bo bo, rau khoai, tiền mất giá chóng mặt, miếng ăn đồng bào càng teo tóp. Tình hình này nếu cứ kéo dài thì thế nào? Ông Thành kể cuối năm 1987 có cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường phụ Hội đồng Bộ trưởng. Chính phủ trình bày biện pháp nhằm tháo gỡ tình hình khó khăn. Về lương thực thì xuất Nam nhập Bắc cho nhanh và giảm phí vận tải, xóa bỏ các trạm kiểm soát, ngăn sông cấm chợ, cho thị trường hàng hóa lưu thông, nhập khẩu và kinh doanh vàng để lấy vàng làm kim bản vị, góp phần giảm lạm phát.